đâu đấy Ở đây chúng ta sẽ xây theo kiểu phong cách hàng và tộc của Kenji hôm nay chúng Ichiba ta luôn. sẽ bắt cua kiểu hàng tộc, chỉ hàng tộc mới được bắt cua thôi chứ dân thường bỏ đi. Quốc được chuyện phải có dòng máu hàng tộc hay chưa? Được chưa, ông TV làm gì vậy, what the fuck. Ok, hello, xin chào mọi người, chào mọi người đến với channel của mình là Chucky. Và hôm nay chúng ta sẽ chơi một cái trò là Quick Build Challenge với lại Mark, với lại những anh. Ok, chào mọi người, xin đây là mình sẽ chơi Quick Build. Đây là một phần này mới của dân Việt Nam, chưa chắc là mình là PewDiePie, yeah. Địch. Qua đây, chia phe. Khoan, để đọc. Đọc cái này đã. Chủ đề chúng ta hôm nay sẽ build là parkour. Bắt con cua bỏ vô nồi. Ờ, team. Team chúng ta. Chúng ta đã chia team sẵn rồi. Đây là team Chibi Gaming với lại Di Bữa, và team của mình là Chucky với lại Stevie. Một lại Steam Steam Game với lại Gaming. Ok. Và Di Bữa. Ok, sân của chúng ta là sân cát, còn đó là sân đá. Không biết bên nào sẽ thắng, còn quan chỉ hiệu thằng này luôn. Đây là cái thằng trọng tài. Đây là cái thằng trọng tài phế vật. What the fuck. Thằng này là trọng tài phế vật. Phải, trọng tài chơi thôi, đi mẹ. Đây là trọng tài khốn nạn, cái mặt dầm quá. Giờ chuẩn bị vào chơi, chuẩn bị vào chơi, về vị trí đi. Bây giờ clear đi, clear. Ok, clear nha. Rồi chuẩn bị bắt đầu đi chơi. Nào đếm đi. Chuẩn bị nha, tôi đếm nha. Bắt cua là gì? Bắt cua là cái gì? Là xây thành cái đó bắt cua. Ừ. Ở bây giờ chuẩn bị đếm ngược nha. 3 2 1 vô rồi. Giờ bằng lượng đi Stevie, bằng lượng bây giờ nên xây cái gì đây, nên xây cái gì? Ô, sao ông lại xây luôn? What the fuck? Để tôi cầm cầu thang cho. Ông cần lava cầu thang này, nhờ tôi đổi đồ giùm cho. Thì biết lấy tiền không? Ok. Có cần cầu thang không? Ủa sao nghe giọng TV nữa, what the fuck. Có nghe không? Ok, bằng lượng chứ, sao chơi xây mình. Đâu để chúng ta sẽ xây theo kiểu phong cách hàng tộc. Hôm nay chúng ta sẽ bắt cua kiểu hành tộc. Chỉ hành tộc mới được bắt cua thôi chứ dân thường bỏ đi. Quốc được chuyện phải có dòng máu hàng tộc hay chưa? Thì chưa. Ông TV làm gì vậy, what the fuck. Thì đây là lần đầu tiên mình được chơi với Chucky, một gaming YouTube mới được nổi lần này. Em mới 100 subscriber mấy anh. Cái đẹp. Em mới có 6 sub. Mà không ngờ mình lên nhanh thật cái má. Mới được một tuần mình lên 700 sub. Mẹ nó. Mới làm video kỷ niệm cái này một tuần à. Ê, hình như thiết phí ông xây ha. Ông xây hơi gần hay sao á. Bắt cua dễ vậy. Dễ thế. Xây xa chút rồi xài cầu thang á. Ok, xài Xây xa chút rồi xài cầu thang á. Chỗ này thì khó à. Xây nhà đi. Má, ông Steffi giờ im lặng rồi, giờ không biết hỏi thế nào nữa. Địch. Xây xa chút đi. Ok. Bây giờ sao? Build ra xa chút đi. Build ra xa chút rồi xài cầu thang á. 4 lớp. Ừ. Xây cao thật cao xong rồi nhảy xuống có cái cầu thang ngon hơn á. Tôi biết cách làm. 1, 2, 3, 4 này. Con cua này hơi khó. À, 4... Ui mẹ ơi. Lava dưới hả? Cần đổ lava dưới không? Cần đổ lava dưới không? Cần mà phải chém ra mấy cục gỗ. Ê, tới lúc này nhảy xuống đi, nhảy. Đi nè, đổ lava xuống. Rồi, để đưa xây. Lava gì như hơi ít, để lát xây xong mình đổ như hơn. Ui. Cái này cần cầu thang nha, xây cái nào xa xa. Ôi trời. Không có nghĩ được, cái này là khoảng 3 lớp rồi. Tôi là không phải cho mắc cua nên tôi chơi cùi lắm. Nhảy 4 lớp là cần phải có cầu thang phải không? Bây giờ nhảy xuống rồi, nhảy lên cao rồi, buông lên trời luôn cũng được. Trời ơi, nếu làm nhanh là thấp. Lava chắc điểm một biển luôn quá. Tôi ra rồi. Chỉ có này là thánh quá rồi.
trong đây không ai chuyên hết. Mỗi lần tôi chơi máu á, máu mà có bắt cua á rồi má quay mấy tiếng luôn. Kích địch nữa. Tôi toàn skip không má. Toàn cắt trong video ra không má. Má ok đến đâu rồi. Má khoan để tắt lạnh cái má lạnh quá. Bây giờ chúng ta sẽ nào cái nút ở đây rồi nhảy lên cao đúng không? Có được hả? À, sao mình không xây xây ở 1.8 á? À? Ừ, hình như có không được. Có cái slam lock á. Có cái slam lock mà nhảy xuống nó bưng lên. Nó từng lên. Ừ. Bây giờ có cái đó không được. Cái đó bắt cua nhiều người khoái lắm. Thử coi. Ôi mẹ ơi, ôi mẹ ơi. Nãy giờ ông sẽ đi xây mà mình đang đổ lava. Được, khi bữa nó chơi được à. Nó chơi bắt cua cho này. Ôi mẹ ơi, mình nhảy xuống được, mình nhảy xuống được. Đấy thì là một biển lava dưới đây luôn. À được, được, được. Thêm một cục ở đây nữa, thêm một cái mà nó nhảy qua đây. Ê, nãy giờ nào đếm thời gian chưa? Nãy anh nào đếm thời gian chưa? Theo kiểu hàng lọc đi. Theo kiểu hàng lọc, theo kiểu hàng lọc. Đếm chưa được nhiêu phút rồi? 6 rồi đúng không? Ok, chưa làm gì, phải làm gì đây. Mấy phút rồi, 6 phút mà hả? Vậy là còn nhiêu phút nữa, 9 phút nữa. Ok, nhanh nha. 9 phút là bây giờ là 6 cộng 9 bao nhiêu? Trời ơi. 15 hả? 6, 9, 15. Ok. Kích địch ba nó. Cứ bầu phòng đi. Mà mình em bị rớt lớp mẫu giáo à. Thằng gì đẹp em. Ok. Là ba hơi củ chuối để vậy mà. Để vậy mới đẹp nè. Để vậy mới đẹp. Ô mẹ ơi, xui vãi. We the clear. Để lava này nè. Mới là quý tộc. Đó, lava để vậy á. Cầm nó hợp ý nhau rồi, không CT đi. Ôi, bắt đầu dễ khó rồi đó. Nhìn nè. Ừ. Không, hình như để lava vô á, cảm giác như mình thấy khó hơn á, sao nhảy không được. Ê, mát, từ đây nhảy xuống nước. Được, nhưng mà từ đây không có nhảy xuống nước. Ôi, để tôi lắp một biển lava luôn. Wow. Xây xong một chuyện nhưng mà lắp lại là một chuyện á. Cái sàn đấu này lắp lại với mệt nghỉ luôn. Lava ở nhiều vô, càng nhiều càng tốt. Ok. Má trời ơi. Ủa, Stevie đâu vậy? Đùa má, nhanh vậy? Không, chống rộng. Má, build cũng nhanh mà. Hấp. Bây giờ, quên đây. Mình lấy băng nè. Ủa, sao nhảy ông này? Ờ, đúng rồi, qua đây lấy băng. Ủa, sao nhảy qua? Hư cấu vậy? À, có nè. Má. Ôi. Ui, mình không phải giống cô rồi, mình mình chịu thua, mình chịu thua. Ui, không được. Ghê quá. Xin lỗi. Vậy mỗi lần sau ai cũng như là đặt cái gì ta? Ice là người ta hack raid rồi. À. À để các địa ngục á xuống đây cho nó chạy chậm á. Để các địa ngục xuống cho nó chạy chậm á, bắt cua lại khó. Đùa mà. Bây giờ liên tục luôn. Để mình tôi đang phá cái này để làm lava này à, một biển lava. Lấp lại là một vấn đề. Khi nào à? Hồi nãy như do tôi xài pháp hay sao nó bị hư á, chứ đang xài bodycam. What the fuck? Nãy mình bị trôn hay sao? Lúc quay tạm bị ao mà. Thì đó. Má quay sợ gì vậy? Chắc mỗi lần tôi có off là tôi phải xài bandicam quá à. Chứ pháp quay không được. Thôi lệnh, lên đi. Anh không biết tôi khói lệnh Summon and Dragon. Rồi xong hết phim. Được má. Hết phim. Cắt. Vãi. Một biển lava đây. Ok. Hầu như mình nãy giờ đang lắp lava chứ không làm gì hết. Đây là đi mà đá phủ. Ừ. Đá phủ không phải, đó là cái địa ngục. À cho nhảy qua lửa nữa mới ghê. Để lửa dưới cho nó nhảy qua. Đó, xong rồi đó.
Bây giờ là lắp lava lại. Ê, tôi thử, thử với. Gặp này hơi khó rồi nha. Ôi mẹ ơi, chắc tôi phải để nó sắc bao ở đây quá, móc hồi sinh ở đây cho lẹ. À, mới để sắc bao rồi, ok. Địch mẹ. Ô, hình như cảm giác như để lava dưới đây á, mình cảm thấy khó hơn, nhảy không được hay sao á. Tâm lý. Chứ hồi nãy tôi nhảy được mà, sao giờ nhảy không được nữa nè. Hơi bị ngay. Tâm lý mẹ rồi. Rồi, xem được. Xem được, rồi. Tâm lý đồ chơi. Này chắc là nó bị chắc nó tam, nó bị dưới điểm cho mình sinh quá. À, xin giới thiệu các bạn, đây là một cái bắt cua quý sư tộc được làm hoàn toàn bằng vàng. Bằng vàng nguyên chất. Vàng nguyên chất, và đây là làm bằng một khối kim cương. À. Chỉ là màu vàng thôi. Ờ. À, đây là vàng giả mình mượn về. Đây là vàng dẻo. Ừ. Đây là cất khô. Ủa? À, giờ chờ lại từ đầu. Ủa, xin, lên đây dễ vậy TV? Lên đây sao dễ vậy? Lên đây sao dễ vậy? Ừ. Chỉ khó là này thôi. À, để tôi cho nó bốc cháy một chút. Cho nó bốc lửa. Ừ, đúng rồi, cho nó bốc cháy. Đó, để lửa ở đây. Cho nhảy qua lửa đó. Được rồi. Lửa thì xây... không được, xây dưới đây nè. Đó. Ui. Nó đó mà. À, nó bự mà. À, để đây nè, để hai bên nè. Để hai bên. Thì nó có tờ gì bự là phải rồi. Duy không bự. Sao cái cây khẩu nó. Duy không bự, Duy không bự. Duy éo bự. Duy đéo bự. Ok, chuẩn bị, còn chúng ta còn 4 phút thôi nha. Ở đứng đây có bị lửa đốt không ta? Nghi vấn vậy. Gì đâu, gì vớ. Để coi đi. Bác hàng là chỉnh cho mông một thử coi. Ê, tôi thấy cái gì vậy? Bác cọ, bác đùa. Còn gây gì? Ok. Ok, để lửa đây nè. Có đẹp hả? Chúng ta còn 2 phút nữa. Ở lộn, còn 3 phút nữa. Nhanh bay. Đây là build, chứ phải là long build. Không phải không? Hay là gì? Ok. Nãy giờ quay mà đổ mồ hôi. Ở đây rất là bốc lửa nha. Luôn hả? Còn tôi á thì đổ mồ hôi. Ui. Ui ướt luôn. Tự nhiên tôi đập dư lava quá. Để tôi lắp lại bớt. Điện dư vậy. Để đây được rồi nè, một nửa rồi nè. Một nửa thôi. Cái gì ở chỗ con Ender Dragon nó nghe chưa còn tròn hơn gì ta? Cái gì? Dragon Egg. Rồi, cái mà đụng cho cái nổ kìa. Creeper. À, có mấy cái trụ phải không? À, cái trụ á. Không biết. Mình chưa nó bao giờ luôn. Trước nó làm lần là một cái số. Tôi quay survival là tôi lười đi giết Ender Dragon lắm. Dạo này toàn đi build không có thứ linh tinh à. Ok, lava à, đó, bóc cháy. Đây là hot parkour. Ok, chúng ta còn bao nhiêu phút, còn 2 phút nữa. Chuẩn bị đi. Dermer Burglar. Ui. Nope. Ủa, hình như là mình xây được có xíu ở đây à. Ở dưới đây có gì cho đẹp không? Ở đây xây nước đi. Ừ, bị dế giữa lửa mà nước. Ừ, chứ ở đây nhìn trống trải, nhìn gớm vậy. Đó, nước với lửa. Mặc dù nước ở đây vô hại. Ôi, nhầm, em nhầm. Ôi mấy anh ơi. Phải nhầm. Địt. Này thì nhầm. Mà ra Obsidian luôn, thôi kệ đi. Để đây luôn. Bóc cháy lên. Ngọn lửa lên. Quậy lên. Trời, cái mắt tường hoa đang ra. Tôi để đây luôn. Đó. Thôi chứ nó còn đang tháp hay lắm. Ừ, đứng đó là xây cái giống gì vậy? Pháp. Em xây mới nổi. Pháp. Xây kiểu quý tộc nên như vậy ra. Đây là bắt cô kiểu quý tộc. Quý mẹ tộc. Ám chư. Ê, nhầm. Xây nhầm rồi, à, vậy đúng rồi đó. Ông có chỉnh game mua 1, game mua 2 coi. Ê, game mua 0 coi, TV, chờ thử coi.
có gì tôi bảo hiểm tính mạng. Không đứng ngay nước không tê bê tôi. Ê, như gần giờ đó chúng ta còn còn 30 giây thôi. Ok, chuẩn bị đó, 30 giây nha. Rồi. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20. Thôi để mà chỉ đếm lên đầu, còn lại 10 giây mình sẽ đếm ngược. Đếm ngược cái bếp. Đếm ngược cái bếp. Hết giờ. Hết chưa? Hết chưa? Hết chưa? Nó muốn cái mình thua hơn là nếu cái mình thắng á. Rồi. 5 4 3 2 1 stop. Ngừng. Ok. Chúng ta hãy qua kiểm tra đối phương nào. Đây, tôi muốn qua cổng. À, kiểm tra đối phương thế nào? Bắt cô. Ôi, đừng. What the fuck? What the fuck? Sao nhảy? Tôi qua rồi đâu bị gì đâu. Cảm ơn nhờ cái thằng sao qua được? What the fuck? Hư cấu. Cái này hư cấu mắc cua rồi. Ủa sao không chơi được? Để tôi sửa. Đã đó thanh bắt con à. Không nên hư cấu trong giờ này nha. Sao nghe thà cuộc bắt cua của Red Jackie. Qua kia thử đi, ông Di qua kia thử đi. Thử ra tôi đi. Ui mẹ ơi. Không, thử lẫn nhau đi. Chứ sao hồi nào qua thử cái chỗ của mình chân vậy? What the fuck? Chắc thử. Ok, chúng ta đã qua đây rồi. Ui, mình lên được rồi, ok. Hình qua. Ủa sao lên? Đây nè. Ô, mình lên được. Của Stevie là chủ yếu chứ mình làm có xíu à. Ui. Ôi không, sao không nhảy qua được. Rồi, mắt cua này cũng gọi là cô hấp. Thôi mình tao bỏ cho CB đi thôi. Thôi. Khó quá. Ok, nó này hết hả? Hết rồi phải không? Ủa gì có làm bài không? Ồ vãi. Ê mấy này đang bí nè. Ủa thằng này nhảy được nè. Ghê à. Vãi ghê à. Chúng ta hãy coi anh ấy nhảy được không. Anh ấy có anh nó không. Anh ấy té đi. Té nè. Đó. Địch bà nó. Nhảy như phim. Đó té này. Tao chỉnh game mua không là chết hết. Mình để lửa nhưng còn hơi. Ồ vãi. Chỉnh thiệt hả trời. Ơ được luôn. Ghê vãi. Đồ hay. Vậy là test xong chưa? Để tôi ly cái đã. Rồi chuẩn bị kết thúc cái tập này luôn. Thì ok. Thì có vẻ như đây là hai cái gọi là bắt khua của hai đội giữa Stevie và Izaki và đội Chibi Gaming và Chibi Bựa. Thì đây là số 1. Đây là số 2. Thì các bạn hãy bình chọn ở dưới comment. Thì như là không có thắng thua gì ở đây hết. Nhưng mà bình chọn coi như bạn thích cái nào hơn thì bạn hãy bình chọn. Ok. Có vẻ như là chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Thì nếu bạn thích series của mình á, thì nhớ like và subscribe để mình làm thêm nhiều tập mới nha. Ok. Bye bye. Ok. Mini Beast.